Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái em Dragon vô cùng là thú vị luôn. Guide Dragon hướng dẫn các bạn à. Tiếng Anh là Guide và tiếng Việt nó đọc ra là hướng dẫn. Và mình sẽ đặt tên cho nó là Rồng Hướng Dẫn để cho các bạn biết được cái tên tiếng Anh à. Hôm nay chúng ta học thêm được một chữ nữa. Và thân hình nhỏ bé của chú Guide này như thế vậy. Wow, và bây giờ là thân hình khổng lồ. Hiện tại là anh bạn này level 35 và nó mang trong người sức mạnh đó là 5k2, máu lên tới 23k. Và bây giờ cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Wow, bây giờ chúng ta sẽ mất 24 viên gem để đẩy nhanh quá trình này. Đây, 24 viên gem vừa ra đi và chúng ta mong rằng có một cái sự thú vị đặc biệt ở đây. Wow, đẳng cấp là Legend nhưng mà lại bị một cái em cấp E ăn hiếp. Ôi dồi ôi, các bạn có thể tin được không? Chơi khô máu luôn với tuyệt chiêu đất 25k. Wow, một pha phun sương ghê gớm. Wow, anh bạn của chúng ta với hai cái sừng gọi là sừng trâu các bạn à. Mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu lá nha. Wow, 10k. Ui, con này hình như là nó không có được down với HNT. Cái tuyệt chiêu gọi đó là wow, 9.800. Chúng ta tiếp tục ghẹo chọc cái bé này luôn. Cannon Ben. Wow, vẫn còn. Con này nó quá lầy lội đi. Bây giờ buộc phải nhờ tới KK sọ rồng. KK sọ rồng chỉ cần một cái phút tay thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Wow, đây là tuyệt chiêu lửa của KK. BJ80. Đây, các bạn sẽ thấy được ngưỡng sức mạnh vô cùng ghê gớm của sọ rồng lưỡi hái tử thân. Wow, rất là thú vị luôn. Và các bạn xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh HNT Mobile nha. Đây là kênh YouTube thứ 3 của HNT, mong được các bạn ủng hộ và đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ anh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu. Lần này thì HNT sẽ mang một cái con hơi mạnh à, hơi mạnh tay nha. Thần Long ngự trị hố sâu. Wow, KK Thần Long đây thì không có phải là dạng ghê gớm nhưng mà bát xê nhẹ nhàng như vậy là cũng tuyệt vời rồi. Alright. Wow, thôi ôi gắt thế. Cảm ơn một thành viên vừa đăng ký kênh nha. Và bây giờ Poki tên bạn chỉ còn lại 11k. Hai người ta sẽ phái các em rồng mới. Guys, dứt điểm. Chơi đang cầm trên tay một cái vũ khí rất là lợi hại các bạn à. Cái đồ chơi này dường như bằng mũ hay bằng inox không biết. Mình thấy nó rất là ghê gớm. Siêu trong hộp đang lao ra và với cái khả năng trâu ổi của chú ấy. Ây, đây là rồng hút còn trâu ổi tung chiêu. Thần Long đã ngã ngựa nhưng mà sọ rồng vẫn còn. Ây, ngày xưa các bạn đã nghe được cái câu chuyện cổ tích đó chính là sọ dừa đúng không? Bây giờ chúng ta có một cái anh ghê gớm hơn sọ dừa, đó chính là sọ rồng. Không xa ngộ tịnh. Tỉnh, sang ổn tỉnh mới đúng. Cậu này viết sai nè. Đó, chúng ta nhận thêm được 6 viên game. 24 trừ 6 là chúng ta còn 18. Xài hết 18 viên. Xem chúng ta kiếm được bao nhiêu viên lại cho bạn này mới được. Wow, lần này thì anh sẽ mang một cái con đẳng cấp là Heroic nha. U là một cái thành viên ẩn thân chưa xuất hiện. Level 150. Ken khủng. Wow, Ken khủng à. Đây, chúng ta sẽ bắt xe nhẹ trước nè. Cái này là chỉ là bắt xe nhẹ thôi, còn cái bắt xe nặng nữa. Ồ, ba chiêu này giống nhau y chang luôn. Ôi rồi, bây giờ thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của Gaidus. Gõ đầu, một cơn lốc xoáy được tạo ra.
đẳng cấp là cấp E nhưng mà lại được đam, cho nên ngưỡng sát thương của nó phải nói rất là kinh khủng. Đây, bắt xe nhẹ trước. Kính lão đắc thọ. À, với tuyệt chiêu này là chúng ta sẽ đẩy luôn. Ồ, Ludo với khả năng di chuyển cực kỳ ghê gớm các bạn ạ. Ồ, và chúng ta chỉ còn có 76 giọt. Wow. Phát đánh của chúng ta là 31k. Như vậy thì các bạn đã thấy được sức mạnh rồi đấy. Và bây giờ sợ rồng tung chiêu nè. Hai một cái hội chuyện êm ấm. Coi như là êm xuôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi bầu không khí rồi là cảm lạnh này. À, cho thành băng luôn. Bây giờ không còn cảm lạnh nữa mà giờ thành băng lạnh luôn rồi. Wow, Raigudu. Một cái thành viên nào lạ lẫm thế. Wow, một cái con chim vàng, rồng vàng à. Con Richie. Không biết là chúng ta có con này hay không mà anh thấy con này khá là đẹp đấy. Bắt xe nhẹ mất 16.000 để gây sát thương cho tên bạn. Con này nó mạnh quá, mạnh luôn. Mình chơi lầy và lèo luôn. Bật chiêu lửa sốt. Vẫn còn 14k. Ôi, con này 5 sao vàng nha cả nhà. 5 sao vàng. Ô, Dorado. Em này là đẳng cấp Legend luôn. Ôi ôi, VIP. Wow, còn con này. Con này như anh nhớ cũng dạng vừa chứ không phải là dạng khủng đâu mà. Đi bụi liền để xem. What? Con này vẫn là đẳng cấp Legend luôn hả các bạn? Oh my god, anh tưởng là con này chỉ là kinh khủng thiệt. Hôm nay gặp toàn là hàng VIP không mà mình cứ tưởng đâu là thật bình thường. Rồi đúng cay luôn. Wow, bây giờ thử bắt xe với một thành viên khác xem. Wow, Lucivo rất là mạnh. Cái này là mình phải nhờ sọ rồng ca ca gẹo cho nó bớt máu đi. Chính nó máu lượt quá mà. À, sau khi gẹo xong thì anh sẽ nhờ đến đại gọi là Gada. Oh, gõ đầu không tắt được. Con này còn đứng 2.000 máu. Gắt não thế. Tuyệt chiêu thất thương quỳ xin được thi triển. Vô cùng là bá đạo luôn. Tiếp theo chúng ta đang nhận sát thương đến từ em rồng tím 5 sao vàng. Nó vàng đúng khè luôn. Wow, và đây là chiêu lửa nha. Oh my god, cay thế. Dứt điểm. Ồ, thốn nha. Wow, 24 viên game của chúng ta vừa ra đi. À, 18 nhá, nhận được 6 viên lại. Rồi, ok. À, bây giờ thì đang có Vanline, những con dragon rất là đẹp và thú vị. Anh em nào thích thì cứ việc xúc nha. Con nào mà chưa có thì cứ việc like nhiệt tình vào. Bạn này có chưa có con này hả? Rồi, bây giờ thì chúng ta có hai con này yêu nhau ra cái gì ta? Wow! Đẳng cấp Legend các bạn à. Kidis. Oh my god, đẳng cấp Legend luôn. Thú vị. Oh, ok con dê. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm được cái điều gì ở đây? Chắc có lẽ đó là bắt C được ở những game được không? 2 tiếng nữa. Rồi. Chúng ta sẽ bắt C ở một cái khu vực khá là hắc não đó chính là arena đi nha. Như các bạn đang trông thấy một hình ảnh khá là sắc
snack và tuyệt vời luôn. Đây, HNT sẽ mang con đẳng cấp Legend lúc nãy ra quẩy cho các bạn xem cho vui. À, con đó chưa có chữ vuông, chưa có chữ cho nên chắc nó sẽ nằm ở cái khu đây, rồng hướng dẫn tiếng Anh guide. Wow, đại chiến luôn. Lần này chơi với hai con bánh gạo level 31. À, con này thì HNT sẽ phái các em dùng cái búa khổng lồ để thi triển khả năng của mình nào. Wow, Ruti. Oh my god, thử nó ủi một cái một con Ruti này. Báo quá mà. Action. Oh my god. Cái này hơi hắc não chút xíu, cái này chúng ta khều nhẹ thôi là nó chết rồi, lấy gì mà ăn hiếp gì nữa. Gọi là búng tay một cái là sự việc được giải quyết rồi. Không tốn quá nhiều mồ hôi công sức. Chỉ có điều là các em rồng hướng dẫn của anh phải hy sinh rồi. Em ấy yếu quá mà. À, bây giờ chúng ta sẽ thay đổi bằng một cái em khác đi nha. Thần thụ nè. Trận này thì chúng ta sẽ mang luôn một cái em Wow, anh đang kết cái con này. Nhưng mà anh nghĩ mang con này ra cũng thú vị. À, rồng quyển sách Magic. Đây, chúng ta có thể đi tìm một cái đội hình gọi là hổ báo hơn chăng. Ồ, con chim mới à. Lần đầu tiên anh ta trông thấy một cái con chim mỏ đủ màu. Wow, mỏ 7 màu các bạn à. Ô la la. Wow, đẹp đấy. Bonzon 2 sao vàng. Ôi, con này đúng mạnh rồi. À, mình sẽ giỡn với nó cho vui. Wow, nhây luôn. Tuyệt chiêu lá nè. Nanh nanh nè. Ồ, 46. Ôi, nó được down với mình. Ôi, cuộc chiến này không công bằng rồi, công dòng rồi. Yeah. Như vậy nó mới gọi là công bằng nè, chứ không là mình bị con này nó dập bấy luôn á. Victory. Tuyệt vời. Năm sau. Oh my god, hai ông già level 40 mà năm sau vàng hết luôn. Wow. Này mang cái bé này đi hang. Bé này cũng level 37 chứ không phải dạng vừa đâu, dạng này cũng là dạng bự bự đấy. U thôi ôi, 70 mấy ngàn. Trời ơi, nó dập mình một cái muốn hết máu luôn á. Tung chiêu. Rồi xong. Điều anh mong muốn này chỉ có thế. Wow, tiếp theo là em rồng đá với khả năng giật đam 41. Ôi, đam khá là cao đấy bé. Đây, bây giờ thần thụ sẽ solo tay đôi với rồng đá nha cả nhà. À, 31 và bây giờ rồng đá lại một cái pha lăng tròn. Oh my god. Wow, và mùa hè đã đến rồi, các bạn đã chuẩn bị đi đâu chơi chưa? Có ai đã chuẩn bị có lịch rồi báo HNT biết với, rồi là chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui với nhau cho vui nha các bạn. Wow, victory. Thú vị. Còn mùa hè thì chắc có để là một điều là HNT sẽ ở nhà và làm nhiều video hơn cho các bạn xem rồi. Còn 13 tiếng nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một cái coi cái em dragon nào mà dễ dễ thương thương, xinh xinh đẹp đẹp ra rồi. Wow.
thế lực hắc ám đi hen. Trời luôn, mình mang theo sợ rồng để bảo vệ tem thôi, chứ sợ rồng này không có mang tính chất rất là ra chiến đấu. Mình sẽ mang những cái con mà vừa tầm với đội hình tem bàn để đánh nè, chẳng hạn như thế lực hắc ám nè. 60% đam chắc có lẽ là quá đủ cho chú ấy. Wow, thôi chắc cho cụ Vĩ Hồ ra ghẹo đi. Cụ Vĩ Hồ, một cái tên dành cho hồ ly. Và bây giờ với tuyệt chiêu được đam thì cụ Vĩ Hồ sẽ lấy bao nhiêu máu của bé bánh gạo sumo? Một lấy hết máu luôn. Con này đúng lầy thiệt. Wow, ô có nhạn rồng nữa nè. Ồ, thú vị, anh thì anh rất là kết con nhạn rồng luôn. Có một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cả cổ Bí Hồ solo với chị Vân xem. Ồ, 64. Wow, thú vị. Các bạn đang nhìn thấy một cây kiếm khổng lồ. Theo mình nghĩ là mình sẽ mang cái thế lực hắc ám ra để quẩy. Ủa luôn, nhạc rồng không chịu nào. Thương người ta là chưa đủ. Oh my god. À, thì ra là cái bé này. Để hát đây xem rồi mình đủ khả năng để gẹo gọi là hai sao luôn. Cá sấu hay sao? Ồ, chú ấy còn có 600 mấy thôi. Cái này là quá là nhẹ nhàng cho mình rồi. Và các bạn xem video thì đừng quên bấm subscribe kênh HNT nha. Nhớ mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người, để khi mà HNT ra video hay live stream anh em sẽ được nhận thông báo vào chơi ban cho vui. Ôi là la. Bây giờ thì mình đi kiếm một cái em mà nó bèo như con mèo luôn. Magic Pháp Sư. Ui, trận này có một cái con chim màu vàng. Một sao. Wow. Với thân hình tí hon thì để xem chú ấy làm được gì mình nè. Magic của mình cũng một sao. Trời, cuộc chiến rất công bằng. Thế lực đam được hăm mấy không ta? Theo anh nghĩ chắc được á. Yeah. Thôi ôi, bốn tay mà nó không qua được. Cảm giác vô cùng ức chế luôn. Thôi giờ mình chơi chơi đẹp xíu nha. Mình chơi đẹp xíu. Đó, lấy sọ rồng ra quơ đi. Quay tay. Có một cái bàn tay rất là to và bự cùng với sợi dây xích khổng lồ. Theo anh nghĩ chắc nó đam cũng chả có tới đâu. Lấy cái chiêu đặc biệt này đi cho nó đẹp. Chiêu này quýnh đúng đẹp luôn. Đẹp từng xăng tí mít. Wow. Hiệu ứng vô cùng thú vị. Wow. Phải nói rằng thế lực hắc ám rất tuyệt vời ở mặt trời. Nhưng mà trời ơi, nó quýnh ba con cùng một lúc luôn. Level 40 hả? Được rồi, cố lên. Dăng dách không? Không dăng. Ôi, anh vẫn rất là khoái cái tuyệt chiêu này đến từ cái bé Magic. Tuyệt chiêu cực kỳ đẹp. Wow. Ôi, chúng ta đã không gẹo được nữa rồi. Xem mình có nhận được. Ồ, 2 tiếng nữa nhận game được. Đây, chúng ta đi thu hoạch ít vàng nha. Còn cái Advan này thì để mình xem coi. Advan này bạn ấy đi tới đâu rồi nhỉ? Hết điểm Advan rồi. Đây, lạng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, các bạn cứ việc đi theo cái con đường nhỏ bé này. Con đường ngắn nhất đến trái tim của người phụ nữ. Đây, con đường rất là tuyệt vời.
Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình với.